Chào cả nhà nha, hôm nay mình đi thay nhớt xe. Tới giờ phải đi mang thang cái xe đó. Hôm nay mình đi thay nhớt xe ở dealer của Honda nha. Wow, hôm nay có nhiều xe mới quá ha. Mọi người nhìn xem bên tay phải nè. Nhiều xe mới quá trời. Thứ 6 cho nên là ở dealer chỗ thay nhớt xe đó không có nhiều người hết. Thường bữa thứ 7 thì rất là đông người nhưng mà bữa thứ 6 thì vắng. Đây chắc là xe 2020 đó, ngồi đi coi ha. Giờ đang ngồi uống cà phê cho đỡ buồn ngủ. Hôm nay bữa thứ 6 nha. Đây là trong dealer xe Honda. Xe này là Honda Passport đó. Nó 45.000 mà bây giờ nó on sale đó, còn lại là 39.000 thôi đó. 2019. Nhìn đẹp không? 45.000. Bây giờ on sale còn lại là 39.000. Thấy giá on sale không? Bảng màu xanh đó. Đây là 2019. Đây là những chiếc xe mới, họ mới về đó. Mình ra đó xem coi như thế nào ha. Davi 2020 đó, bán 30.000 đó. 30.050 đồng. Xe này họ nói là chạy xe đó, 1 năm sẽ save được tiền xăng đó. 5 năm nha, chứ không phải 1 năm nha. Xe được 750 đồng tiền xăng đó, là để dành tiền được. Ok, chiếu xa ra cho anh em xem nó nhìn như thế nào. Màu xanh nha. Nhìn cũng giống như 2019 thôi, lúc rồi xem quay. Không có gì khác hết trơn. Đi ra trước đầu cho anh em xem nha. Nhìn giống giống, y hệt. Trước đầu xe của nó nè, nhìn giống y như 2019 thôi, không có gì khác nhau cả. Ok, còn xe này là 2019 nha, thấy không, 2019 nè. Nó bán on sale hiện tại ngay bây giờ là 27.350 đồng. Nó cộng whatever stop on it, nó cộng xong là trở thành là 30.000. Cho nên tính đi tính lại là cũng vậy đó, không có khác gì trên đây vậy rồi, cũng là 30.000 nha. Của 2019. Xe này y như chiếc xe của mình thôi, chẳng có khác lạ gì hết trơn. Cũng màu xám, everything là xem y hệt nha. Y như xe của mình luôn. Bán giá của 30.000 này vô nhớ trả giá đó. Here you go, dòng cái đầu cho xem luôn. Y như xe mình, không khác gì cả. Đây cậu, giống y hệt nha. Cũng mình cũng 2019, nó cũng 2019 thôi vậy. Chiếc này cũng 2020 nè. Chiếc này là nó bán là 30.000 đó, nó chưa cộng này nọ vô, nó cộng vô cả chừng 31-32.000 rồi. Đây cậu, nó nói xe tiền xăng cũng là 750. Trong vòng 5 năm á, sẽ xe tiền xăng được vậy đó. 5 năm nha, giống 2 năm nha. Đây rồi, nó nói còn đây là mỗi năm đó, mình chạy xe có thể là mình đổ tiền xăng là 1.350 đồng. Ý là nó nói xe đỡ tốn xăng này kia đó, nói vậy đó. Ok, nhìn từ xa nha. Đây là 2020. Cái đít cũng giống hệt luôn. Đít đầu xe gì giống hệt nhau hết trơn, không có gì khác hết. Giống như 2019 luôn.
Theo mình thấy là không có gì khác hết trơn, giống y hệt, cũng châu châu vô ngay giữa nè, này trước kia nó có cái đèn này chứ, phải xem tới không gì khác hết. Nói vậy ha. Anh em nhìn thấy á, năm nay nè, mấy cái xe màu xám này kia rất là nhiều. Tại người ta rất là thích cái màu xám này kia, y như cái màu xe của mình á, màu xám gì nè. Toàn là màu xám này kia không, xám trắng hoặc là xám đen chút xíu, từ trên xuống dưới. Màu này vẫn giống như rất là popular năm nay đó, cho nên là đông người mua. Nói vậy. Ok, bây giờ qua coi Honda Accord nha. Accord coi như thế nào ha. Và đó coi giá nó nhiều nha. Ok, đây là chiếc xe Honda Accord. Bán giá là 27.000 đó. 26.530 đồng. Accord nha. 2020. Here you go. Accord 2020, nó nhìn vậy cũng giống như Accord 2019 thôi. Xem tiền, không có gì thay đổi cả. Nhìn cũng ngầu lắm á. Bán hai mấy ngàn đó. Màu silver, màu này nọ không. Cái đầu năm nay chế này kia giống y năm rồi. Không có khác cho lắm nha. Đối với mình nhìn thấy nó giống hệt vậy. Bốn cửa, để xe Accord bốn cửa. There you go. Đèn này kia nhìn cũng cool lắm ha. Mắt này kia mắt hí hí. Accord nha. Nó nhìn vậy ha, sao đích nhìn cũng ok thôi. Có cái này là cái đuôi nhỏ nè. Đuôi đuôi này là đuôi baby. Đưa lên chút xíu. Kiểu như cái đuôi gì đó. Đây là gì có màu đen nha, coi chiếc màu đen này nè. Màu đen này coi ra sao nè. Màu đen này là bán 26.530 đồng. Họ nói trong vòng 5 năm chạy xe tiền gas này kia đó, tiền xăng này nọ là khoảng chừng 1.000 đồng à. Mỗi năm chạy tiền xăng này nọ đó thì của chiếc xe là khoảng chừng 1.300 đồng. Đây vừa rồi 27.460 đồng. Nó cộng này kia vô thành là 27.000 à. Kiểu nó vậy. Màu đen nha. Có cái mâm nhìn cũng cool lắm nè, thấy không? Cái mâm not bad. CC này kia. Look not bad. Ai thích chạy Accord, this is it. Nhiều lắm nè, rất là nhiều xe. Dài xuống dưới luôn. Xe này toàn là xe mới không nha, không phải là hãng xe cũ. Đây là bên chỗ mà còn xe mới không. Not bad, right? Ok, mới nói chuyện với cái thằng dealer nè, cái thằng bán xe chỗ này đó. Nó nói cho biết á, là chiếc xe Honda CR-V 2020 là xe này ha. Đây là 2019 nha. Nó nói nhìn khác một chút xíu. Nhìn khác chút xíu, anh em nhìn thấy khác không? Mình nhìn không có khác cho lắm nha. I don't know the difference. Maybe cái frame của nó có thêm bằng mũ ngay đó. Còn cái này không có. Nó nói nhìn khác một chút xíu thôi. Giống như cái head á, nhìn khác chút xíu. Không thể nào nhìn thấy khác cho lắm cái đầu á. Còn cái đích là the same. Nó nói giống hệt luôn. I don't know. Mọi người nhìn coi. Đây là 20 nha. Đây là 19 nha. Ở trên đây nè. 19 thì ngay chỗ này nó bằng frame này kia. Màu trắng trắng này nọ. Còn bên 20 thì đen thui. Yeah. Nó dòng ở trên này đây á. Là màu trắng, ở dưới này đen thui, ở dưới này có cái miệng nữa, nhìn cho nó dữ tợn giống như lân vậy đó. Còn đây thì nó ấy hơn, nói vậy. Nó khác nhau chút xíu vậy thôi đó. Hồi nãy mình nhìn mình không biết là nó khác nhau như thế nào. Mà nhờ thằng quỷ kia nó nói này kia, nhìn kỹ lại mới biết là cái đầu nó nhìn khác chút xíu đó. Đây rồi, này là 20 nha. Này là 19. 20. 2020, 2019, nói vậy. Khác nhau chỉ vậy thôi đó. Chiếc này đó là 2020 Honda Accord nha, màu đỏ. Nhìn coi được không? Nó giống như 19 thôi. Nhìn không khác cho lắm nha. Almost the same, không khác cho lắm. Ok, giá nó bán này nha. Xe này nó bán tổng cộng là 27.400. Đây. 27.400. 27.460 đồng. Đáng lẽ là 26.530 đồng cộng này nọ vô thành 27. Rồi cái dealer cộng thêm nữa. À,
này nọ nữa. Mức vô thành lại là 29.000. Nếu mình trả giá khoảng chừng 27.000 bán. 27.000 này kia. Ok. Sao màu đỏ nha, màu đỏ này kia nó cũng vậy thôi. Cũng đẹp ha. Màu đỏ, xe này màu trắng nè, màu trắng nhìn cũng cool nè. Đây vậy cậu. Màu trắng. Có sunroof nha, có sunroof đàng hoàng màu trắng nè. Not bad right. Mấy xe này á là Honda Civic nha. Quá trời luôn nè. Honda Civic. Mấy cái đầu nó nhìn vậy ha. Nhỏ xíu, nhỏ nhỏ này kia, bốn cửa Honda Civic. Ok, giờ vô coi nó bán bao nhiêu nha. Này là Honda Civic nè. Ok, chiếc Honda Civic này á là 2020 nha. Nó bán tổng cộng là 21.480 đồng. Hồi trước anh em hay hỏi nhiều đó về cái chuyện mà Honda Civic nó bán rẻ hơn phải không? Ở Mỹ này kia nó bán rẻ lắm. Thì đây là 2020 Honda Civic bán là 21.480 đồng. Theo họ nói cho biết là nếu mình chạy chiếc xe này trong vòng 5 năm đó sẽ xe được tiền gas là 1.250 đồng. Gas mà xăng mà đổ mỗi năm đó khoảng chừng 1.250 đồng. So, chiếc xe này Honda Civic đó. Thì cái này là cái giá mà của họ đưa ra bán như vậy là 21.480 đồng. Khoan nha. Sau khi đó thì dealer cộng này nọ vô trở thành vậy. Thấy không? Là trở thành 23.376 đồng. Điều là cộng này nọ vô 10 window whatever shop đây nè, cộng đây nè. Điện cộng vô xong là thành giá đó. Nó nhìn vậy. Honda Civic. Nhiều chiếc lắm ở đây, đa số đây là chiếc màu xám này kia nhiều rồi. Dài xuống dưới. 2020 và 2019 nó không có khá gì nhau cho lắm. Giống giống nhau không ạ? Cái này là cái standard nha. Còn đây có sunroof nè, xe này có sunroof. Ở trên nóc đó, sunroof là cái trên nóc đó đó. Giờ mình coi thử giá bao nhiêu ha. Giá của chiếc xe này đó họ nói là họ bán là 24.430 đồng. Có sunroof. Sunroof là cái này nè, thấy sunroof không? Cái gì rồi, sunroof là nó đó. Cái nóc này kia để mở ra này kia đó. Ok. Thì cái giá đó, nhưng mà khi dealer cộng này nọ vô rồi là nó trở thành cái giá này. Mọi người thấy không? Là 25.128 đồng. Cộng này chỉ vô rồi đó, thành giá đó đó. Ok. Đây là xe này á, là 2019 nha, không phải 2020 ha. Để mình xem chiếc xe 2020 có sunroof coi nó giá như thế nào. Để coi dòng nha. Ok, trên đường đi vô nè, thấy đây là chiếc xe Honda Civic mà có sunroof ở trên á, phải không? Đây là 2020 nha, nó đậu múc ở gần cửa nè, đi vô cho nên nãy múc ở ngoài kia, hồi nãy ngoài đó đó. Bây giờ đi vô trong này, thấy nó đây ha. Đây là Honda Civic 2020, nó nhìn về nha. Đây gì cậu, giờ mình coi giá nó bán nhiêu tiền ha. Ok, đây là giá xe của chiếc xe này họ bán á, là 25.830 đồng. Là của hãng đưa ra giá vậy đó. Sau khi đó dealer cộng này nọ nó kia vô. Đây là cái cộng của dealer đó. Cộng này kia xong thì nó trở thành là 27.726 đồng. Đây gì con. Đây là Honda Civic 2020 nè. Thấy không? Có sunroof nha. That's sunroof right there. Giá thì vậy. Ok. Nhìn cũng không có khác cho lắm của 2019 ha. Look almost the same, nhìn cũng giống nhau. Đây vậy cậu. Ok, thôi giờ vô đây, lạnh rồi. Ok.
Ok, mới thay nhớt xong nha. Đây là chỗ dealer đó. À, cái tiền thay nhớt anh em hỏi mỗi lần mà chiếc xe mình đi thay nhớt như vậy đó, mấy tháng mới thay nhớt một lần đó, là khoảng bao nhiêu tiền? Ok, để đề máy lên cái nào. Ok, thì mỗi tháng mấy tháng mới thay nhớt một lần, còn 15% mới thay chứ không phải là mỗi tháng nha. Ok, thì cái giá tiền là để cho thấy nha. Giá tiền là 66 đồng 84 sen. Bây giờ mới thay xong đó, xe bây giờ 100% đó. Khi mà hồi sớm đó, nó chỉ còn có 12% thôi. Thường là 15% mà mình để hổm lại, mình chạy vòng vòng đó, mình làm biến, mình không có đi thay này kia. Thì bây giờ mới thay nhớt xong đó, giờ lên 100% ha. Khi nào cái này nè mà nó xuống còn lại 15%, nó sẽ báo mình đi thay nữa. Ngay bây giờ thì mới thay xong là 100%. Ôi thôi tới giờ thì em đi về nha. Chào tất cả mọi người, bye bye, bye bye, gặp sau tất cả ha. Giờ mình về đây, bye bye.